Hành trình lôi con về Việt Nam hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đáng chú ý, với khả năng nói tiếng Việt cực sỏi, cậu bé khiến dân tình cười ngất với màn bắt bẻ nữ tiếp viên hàng không đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Mới đây, Quang Linh Vlogs đã đưa lôi con, Mativado, 5 tuổi, một em bé đến từ châu Phi về Việt Nam chơi. Thông tin này khiến nhiều fan vô cùng thích thú bởi trên mạng xã hội, lôi con cũng là một thế lực nhí rất được yêu mến. Ngay từ khi xuất hiện, lôi con đã đốn tim mọi người bởi vẻ ngoài đáng yêu, sự thông minh, lém lỉnh và khả năng nói tiếng Việt sỏi sau khi được dạy dỗ bởi team châu Phi từ nhỏ. Mới đây, cư dân mạng đã và đang chia sẻ lại clip lôi con bắt bẻ tiếp viên hàng không khiến nhiều người được fan cười ngất. Theo đó, cậu bé cùng Quang Linh Vlogs di chuyển lên máy bay. Khi vừa thấy Quang Linh và lôi con, các tiếp viên hàng không đã gửi lời chào đến hai chú cháu. Một nữ tiếp viên hàng không nhận ra lôi nên đã chào rằng, xin chào lôi. Tuy nhiên, ngay lập tức, lôi con đã bắt bẻ, lôi gì? Cho đến khi nữ tiếp viên hàng không nói đầy đủ lôi con thì cậu bé này mới tỏ ra hài lòng. Chứng kiến sự đáo để của lôi con, Quang Linh Vlogs cũng phì cười. Dân mạng sau khi xem xong đoạn clip này cũng được fan cười ngất. Cư dân mạng rôm rả bình luận về đoạn clip này như sau. May mà bảo lôi con, chứ bảo lôi thôi ông con này lại lườm cho. Chất đấy, nói tiếng Việt mà con nói tiếng Nghệ An rõ rành rọt, quá là đáng yêu. Gọi tên con phải chuẩn nhé cô ơi. Trước đó, chuyến đi về Việt Nam của team Quang Linh Vlogs khá sóng gió. Bởi lẽ ngay từ lúc khởi hành, lôi con đã khiến cả team được fan toát mồ hôi hột khi bất ngờ quên hết tiếng mẹ đẻ mà lại bắn toàn tiếng Việt với đội hải quan ở sân bay Angola. Chi tiết này khiến nhân viên an ninh nghi ngờ Quang Linh có hoạt động mờ ám nên đã giữ lại để tìm hiểu thêm. Sự cố hài hước làm dân tình không nhịn nổi cười. Có lẽ vì thân thiết với team Quang Linh Vlogs từ bé nên lôi con có cơ hội tiếp xúc và biết khá nhiều từ tiếng Việt. Trên thực tế, tiếng mẹ đẻ của cậu nhóc là tiếng Bồ Đào Nha. Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, lôi con đã được đông đảo fan hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Cậu bé được tặng hoa, chụp ảnh, giao lưu và thậm chí còn chiếm spotlight của Quang Linh Vlogs không thua kém gì các ngôi sao hạng A. Lôi con trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người tìm kiếm thông tin về cậu bé, bày tỏ sự yêu thích và mong muốn được theo dõi những hoạt động tiếp theo của lôi con tại Việt Nam. Quang Linh Vlogs và team châu Phi cũng liên tục cập nhật những khoảnh khắc đời thường của lôi con để chia sẻ với người hâm mộ. Cậu bé hứa hẹn sẽ mang đến nhiều niềm vui và tiếng cười cho cộng đồng mạng Việt Nam trong thời gian tới. Lôi con là con trai của Matiloy, một thành viên team châu Phi. Trong những clip của Quang Linh, lôi con được nam YouTuber chăm sóc và yêu thương như con trai. Ngược lại, cậu bé cũng rất quấn Quang Linh, chú đi đâu cũng bám theo. Giống như nhiều em bé khác, lôi con có vẻ ngoài rất đáng yêu và những biểu cảm hài hước. Mỗi lần được chú Linh cho lên sóng, cậu bé lại khiến dân tình phải cười nghiêng ngả vì vẻ mặt thú vị. Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng Việt Nam yêu ái dành cho lôi con những nickname hài hước như Idol TikTok, Sad Boy châu Phi. Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với lôi con, Quang Linh cho biết trong một lần đi thăm người dân tại Angola, anh gặp được cậu bé và quay clip chia sẻ trên YouTube cá nhân, khi ấy, lôi con khoảng 2 tuổi. Ai mà ngờ được rằng, mối nhân duyên của hai chú cháu được bắt đầu từ đấy. Từ một người xa lạ, giờ đây tôi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của lôi con và ngược lại, Quang Linh chia sẻ.